chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay bên cửa hàng em mới về được cái mẫu CB500X, cái mẫu là mẫu mới này, thuộc upside down trước này với hai đĩa trước. Đó, nó có thay đổi một chút so với cái mẫu cũ. Thì ngoài ra là vẫn như thế, vẫn giống mẫu cũ thôi, thì không khác gì nhiều. Đó. Thì nó chỉ như vậy thôi, nhưng mà nó chênh nhau với mẫu cũ rất là nhiều. Hiện tại mẫu mới này đăng ký lần đầu 2023 thì bên cửa hàng em đang bán là 179 triệu biển Sài Gòn nhá. Đồ chơi cơ bản là đầy đủ hết rồi, ví dụ như khung này, trợ sáng này. Đó. Chỉ còn trong góc kia có một con mẫu mẫu cũ này. Con này, con mẫu cũ đấy thì bán chỉ có 128 triệu thôi. Chênh nhau rất là nhiều luôn, mà cái độ lướt thì cũng ngang ngang nhau thôi. Xe anh em mua cũ lại thì sẽ lợi được một ít đồ chơi càng sẵn cho anh em này, mỗi tội là không có thùng thôi. Đó, 44862, biển Sài Gòn. Dàn áo thì đẹp keng, dán bảo vệ bình xăng là đầy đủ hết rồi này. Đó, hai chìa hai kiếng đầy đủ, bát bắt điện thoại cho anh em mình đi tour xa này. Ô tô chỉ có 6.130 km thôi, hai chìa hai kiếng là full đủ hết nhá. Đó, anh em mua về là chỉ có đổ xăng hay nhớt là bay thôi. Hầu như là những cái đồ cơ bản để đi tour là anh chủ đã gắn đủ hết rồi. Rồi, ở dưới này thì có thêm là cái giáp gầm nữa này, cái chống giữa này. Đó, xe zin thì nó sẽ không có. Đó, lốc đa thì 6.000 cây thì nó như là mới mà, mới tinh à. Đó, hai đĩa này, phanh bao trướng luôn. Đó, anh em nào chê mẫu cũ thì có thể nhảy qua con mẫu này, giá nó hơi tê một chút. Gấp này. Dàn áo rất đẹp luôn. Anh chị em mình mà muốn kiếm mẫu mới thì có thể liên hệ qua cho em nhé, 0974847553. Số điện thoại cũng là số Zalo luôn, anh em chị em mình nhắn Zalo, nhắn tin nhắn gọi điện gì cũng được, em sẽ tư vấn chi tiết nhá. Xe là cam kết là ô tô chuẩn này, máy móc nguyên zin này, không tai nạn đâm đụng này. Giá em bán có công khai là 179 triệu, êm này, không lỗi nhá. Lốc lác rất là đẹp luôn, xe vừa mới mua về xong. Gầm máy thì cũng là tương đối. Tí rửa lại sơ qua là bao đẹp luôn. Bô này, ốc cốt sau này. Mới tinh à, lốp này, bố thắng này, nhông xuyên dĩa này, mọi thứ là còn zin theo xe hết, chưa từng thay gì cả. Rồi, ok, thì vài phút review chiếc xe của em bán, anh chị em mình mà còn thắc mắc thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại em ghi ở dưới phần bình luận nha. Rồi, clip em dừng đây thôi.